Propopaka offers way to identify income opportunities for the poor. It was developed as part of the GTZ-supported poverty reduction project in Vietnam between 2006 and 2008. This movie features Propopaka's third application in Đắk Nông province in the highlands of Vietnam, which took place in February 2009. The methodology is based on the PACA approach, which offers support and education to local communities to increase local economic development. The exercise can only be successful if there's a properly conducted organization and build-up phase, which is necessary to attract a clear commitment from stakeholders. So the idea is that in a very short time, a team of mostly local participants are analyzing a local economy. And with team members that have already a lot of local knowledge, you can find out the most important information about a place, about the economic structures and the economic processes and the networking between the stakeholders. And not only doing an analysis, but also come up with ideas for activities, with proposals for what to actually do in order to improve the situation. And we will have a team that is composed of members of both districts. This team first needs to be trained in terms of facilitation and interviewing skills, in terms of the most important economic concepts that the team should know, also in terms of poverty concepts that are relevant for doing the exercise. Nguyện vọng của bản thân cũng như của một cái chức năng nhiệm vụ được giao mà thì cũng mong làm sao để sau này cái lớp tập huấn này là mình triển khai được xuống tận cơ sở để giúp cho người dân có cái tư duy phát triển kinh tế và xóa đói giảm nghèo bền vững. Cái tiến trình PACA thì nó có các cái công đoạn chính sau đây. Thứ nhất, tổ chức một cái hội thảo giả định để xác định những cái chủ đề chính để phân tích cái chủ giá trị. Cái sau khi mà xác định các cái chủ đề chính xong thì sẽ lập lên cái bản đồ kinh tế xã hội của cái vùng đó và xác định những cái cây trồng hay là con vật mà chủ yếu tại cái địa phương. Và sau đó là mình sẽ tiến hành phân tích về cái chuỗi giá trị. Sau khi phân tích chuỗi giá trị xong thì nó sẽ xác định ra được những cái loại ngành nào mà sẽ được mang cái là ưu tiên trong cái vùng đó. Trước khi tham gia cái phương pháp luận về PACA thì tôi chưa hình dung được nó như thế nào. Nhưng mà cho đến bây giờ, sau 2 ngày triển khai thì chúng tôi đã nắm được một số cái vấn đề cơ bản của phương pháp luận này. Sắp tới tôi sẽ định hướng là sẽ áp dụng cái PACA trong cái phát triển kinh tế địa phương để từng bước nâng cao hiệu quả kinh tế cho người dân. Thông qua quá trình phân tích đánh giá năng lực cạnh tranh của sự tham gia cũng như là xác định các tiềm năng của người nghèo thì cái đội ngũ tham gia sẽ học được cái cách làm trong suốt tiến trình, đặc biệt là người ta sẽ nâng cao được cái kỹ năng thúc đẩy trong làm việc với cộng đồng. Bên cạnh đó thì người ta cũng sẽ học được cái phương pháp làm việc nhóm và nó giúp cho người ta là sẽ chủ động trong công việc của mình. Theo như ý kiến của hai thúc đẩy viên thì là chia ra hai nhóm, tức là cái cách làm trong thúc đẩy viên và cái kinh nghiệm rút ra từ các buổi học vừa rồi, thì các anh chị có ý kiến gì nữa không ạ? Giải thích rõ ràng, kiên quyết và tế nhị. Ở đây là cái xã Quảng Tân này là cái diện tích lúa nước là nó là 97 phải 8 hecta. Còn ông Đắk Ngo này ông chỉ có là lâm nghiệp. Xã nghèo nhất là xã Quảng Trực. Mà tài nguyên lại giàu nhất. The training and hypothesis workshop has 3 goals. Team members will learn basic facilitation and interviewing skills. They will learn about economic and poverty-related concepts and they will formulate hypotheses. The hypotheses guide the team through the exercise and are adjusted and updated whenever necessary. Mai là tổ chức một cái hội thảo khởi động. Thì thành phần tham gia gồm có là những thành viên tham gia trong cái đợt này và mời thêm khách mời là lãnh đạo một số các đơn vị cấp tỉnh, các đơn vị hỗ trợ, các đơn vị quản lý nhà nước như là Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Sở Kế hoạch Đầu tư, các ngân hàng nông nghiệp, ngân hàng chính sách và những cái tổ chức đoàn hội, hội nông dân, hội phụ nữ,
Tổng lượng đại biểu dự kiến khoảng 50 người. The kickoff workshop is the official start of the exercise. First, the methodology is introduced to key local stakeholders. Second, the participants choose specific subsectors for analysis based on economic and poverty-related criteria. The results are presented to the audience at the end of the workshop. Nội dung của cái hội thảo này là mình chọn ra các cái chọn ra tiểu ngành mà nổi trội ở cái ở hai huyện Đắk Song và Tuy Đức, thì sau đó mình chọn ra cái loại cây nào ưu tiên nhất, ưu tiên thứ hai, ưu tiên thứ ba. Về cái kết quả kiểm phiếu hôm nay là nó một trong những cái kết quả một cách ngẫu nhiên, đại diện từ nhiều cái cơ quan ban ngành. Tại vì ví dụ nếu mình không làm theo phương pháp này thì coi như là tất cả cái chương trình thì nó mang cái định hướng, nhưng mà nó không phải là cái nhu cầu của người ta. Tại vì cái này chính là cái nhu cầu người ta thích cái nào là người ta chọn cái đó. Cái tiến trình mà làm cái công tác mà đánh giá tiềm năng có sự tham gia này thì nó sẽ mang đến cái lợi ích cho tất cả những người nghèo, là người ta có nhiều cơ hội tham gia vào cái thị trường, đặc biệt là những cái hoạt động mà tăng thu nhập. Tại vì trước đây hầu như các hoạt động mà mang cách kinh tế xã hội mà có liên quan tới tăng thu nhập thì người có tiền người ta là có nhiều cơ hội ha, thì hoạt động này sẽ tạo điều kiện cho người nghèo nhiều hơn. Ngay bản thân tôi hôm nay tôi mới tán ra một điều rằng như vậy là cái việc đánh giá năng lực cạnh tranh không chỉ là chính quyền địa phương, không chỉ là các nhà đầu tư, không chỉ là các cái doanh nghiệp, mà cái sự tham gia của người dân, mà trong đó kể cả cái người nghèo cũng là một cái hợp phần rất quan trọng để cải thiện cái năng lực cạnh tranh của tỉnh. Ví dụ như là dự án thảo luận những cái biện pháp, những cái vấn đề đặt ra để giúp người nghèo phát triển kinh tế, mà nói một cách cụ thể là giúp người nghèo phát triển hàng hóa. Tôi nghĩ rằng cái việc mà giúp người nghèo để phát triển kinh tế thì là cái cách thức để mà nâng cao cái năng lực cạnh tranh của tỉnh một cách bền vững. The selection process itself went very well. And the next steps now is to analyze those three subsectors by field research. In it, we use our team that consists of about 15 to 18 people. We divide it into different sub-teams and they go out for interviews. They facilitate mini workshops with the local stakeholders and also some mini surveys so that we assess the local producers from the traders and collectors' viewpoint. Những ngày đi thực địa này thì nhóm có thể là sẽ phỏng vấn đối tượng là nông dân, các đại lý và phỏng vấn trạm khuyến nông, ngân hàng nông nghiệp, ngân hàng chính sách và các đại lý phân bón, thuốc bảo vệ thực vật với lại đại lý thu mua. Có nghĩa là bức tranh toàn cảnh của một cái quá trình từ khi mà vào sản xuất tới khi chế biến và phân phối tiêu thụ và tới đến tận tay người tiêu dùng, hoặc là có một số cái hoạt động như cà phê này nó còn thêm mà cái mà xuất khẩu này. Khi nào mà mình khai thác cây á, hợp đồng cho cái người mà thu mua cây này mới xe là mình tin chúng xe được kéo cây thôi. Kéo cây thì bao lâu mình kéo cây một lần thôi? Năm lần thôi. Chừng nào mà khai thác mới kéo được cái xe này. Không khai thác thì chuyên nơi khác là làm. Cái này thì không có tăng thu nhập được. Chủ yếu là trước mắt bây giờ là mình phải giữ lại cái rừng. Cây cối của mình vẫn còn. Như bây giờ anh khai thác nhiều á thì 500-600 lông thì khối này nó cao. Thì chia thì cho đối với là bà con thì một hộ bình quân một đến 2 triệu cho đến 3 triệu. Thì trước thì mình quản lý rừng thì rất khó. Rồi đến giờ thì mình đã hiểu biết vì luật rừng thì không khó. Thì bây giờ thì mình có đi kiểm tra, thấy người ta đi xâm phạm của rừng của mình thì mình bắt xử lý, xong phải chuyển về xã, xa xử lý. Cơ bản dân đây lên là lên từ cái khoai lang, mình dễ đào ra, dễ đào vào, vốn liếng không có cho nên là lấy ngắn nuôi dài, trồng khoai lang thì có vài ba tháng lại thu nhập được.
Tôi xuất đi các tỉnh phía Bắc, phía Nam và gần như xuất bên Trung Quốc. Nói chung mình xuất khẩu đi nước ngoài thì mình làm hàng đẹp thì nó lợi nhuận nó phải hơn bán trong nước. Mới cái nhập kép về ô cái thì cái bắt đầu cái giá khoai lang nó lên dầm thập lên cao lắm. Thế nhưng mà rồi đến cái lúc cuối năm 2008 lại đây là cái giá cả thị trường nó thập. Mới lại cái các cái đầu ra của các cái công ty á là làm ăn không biết làm sao này là mua bán chập chờn. Quá trình bọn anh đi vào đây làm cà phê, ví dụ bọn anh từ các tỉnh khác vào đây làm hay là bọn anh ở từ đây lâu rồi, hay là đất là bọn anh tự khai thác, tự khai hoang để có đất hay là bọn anh mua? Nói chung là riêng về bản thân của em á, là em vào đây từ năm 98. Thì nói chung là bọn em ở ngoài quê thì là đi di cư gọi là tự do thôi. Vào đây thì em cũng mua lại đất của bà con để mình làm. Nói chung là cà phê có 1.000 cây thì 500 cây thì em trồng năm 2000 và còn 500 cây là thì em mới trồng năm 2013. Nói chung là về nông dân bọn em ấy cũng muốn thu hoạch cà phê chín cho nó đạt chất lượng mới được giá cao, nhưng mà vì nhiều cái vấn đề, cái thứ nhất là cái vấn đề an ninh trật tự ấy. Bọn em cũng sợ cái thứ hai nữa về cái công xá ngày mùa nó quá cao đi. Nếu mà thu hoạch cho cà phê chín thì chúng ta không thể là thu hoạch liền một lúc được, mà chúng ta sẽ hái theo kiểu chín đến đâu ta nựa hái đến đó. Nếu mà để mà chín như vậy thì nó kiệt cây đấy, chăm sóc lại thì nó nặng, thế cho nên là cũng nhiều cái vấn đề, thế mà bắt buộc bọn em phải là hái nó vừa tới chứ không dám để chín theo cái quy định của nhà nước. Đối với bà con trong tập mình là cái phần là hơi khó. Như cái vườn cà phê mình là nếu mà có vốn có phần thu được cái vườn này là 3 hecta này thì một năm thu được 5-6 tấn ấy. Cà phê thì anh mất tiền hơi một chút mày tươi này, nào rồi là phân bón này, cái đó thì cà phê thì cao hơi một chút. Những cái thông tin đó thì tôi thu thập về thì cái mục đích ở đây là đoàn là đang nghiên cứu để mà mình tìm xem thì có cái khâu nào có thể tăng giá trị được cho cái sản phẩm đó và giúp vừa là phát triển kinh tế địa phương mà cũng vừa giúp cho người nông dân ở đây, người nghèo ở đây để cùng phát triển và giúp cho họ tham gia vào thị trường tốt hơn. Cái phương pháp của cái này làm cho cái người coi là được dự này là từ bị động sang chủ động. Đấy, từ bị động sang chủ động. Đấy. Và khai thác một cái thông tin một cách rất là thoải mái, không bị gò ép, không có những cái ý tưởng đặt trước. Đấy, nó có một chỗ đó. Và cái hai phong pháp 3K này á là cái thời gian làm việc á, là nó rất là liên tục và nó có cái sự anh khai thác thông tin này, có thông tin này thì tôi lại khai thác ra một thông tin mới. Đấy, nó có cái phong pháp 3K là nó lại có cái hay của chỗ đó. Ai là đối thủ cạnh tranh của các anh chị? Điểm mạnh, điểm yếu của các anh chị đối với họ là như thế nào? Các anh chị đọc kỹ câu hỏi chưa? Rõ câu hỏi chưa? Ai là đối thủ cạnh tranh của các anh chị? Điểm mạnh, điểm yếu của các anh chị đối với đối thủ cạnh tranh. Như vậy được chưa? Các anh chị rõ câu hỏi chưa? Cách làm của chúng tôi là thế này. Chúng tôi sẽ phát cho mỗi người 3 phiếu. Cái phiếu màu đỏ thì chúng ta là ghi ai? Ví dụ đối thủ cạnh tranh của anh Lâm là công ty nào đó thì anh có ghi mỗi cái ý kiến là mình ghi trên một phiếu này thôi. Rồi mình ghi điểm mạnh của người ta vào cái màu xanh, mình ghi điểm yếu của người ta vào màu vàng. Một ý kiến chúng ta chỉ viết được trên một cái thẻ này thôi. Ý tôi muốn hỏi cho rõ là tức là cái nội dung của cái việc cạnh tranh về sản xuất hay là cạnh tranh về cái gì trong vấn đề cạnh tranh? Nếu anh là người sản xuất thì là cạnh tranh về sản xuất, còn anh là người buôn giá bán thì là anh là cạnh tranh về buôn bán. Toàn nông dân với nhau rồi, cạnh tranh với nhau. Như vậy cái quy trình này là đủ chưa? Có bổ sung thêm không? Ví dụ mong muốn anh chị muốn chế biến nữa thì tiếp tục đây sơ chế biến hoặc là phân phối gì đó thì chúng ta bổ sung thêm. Thống nhất chưa?
Không nhắc rồi, tiếp tục tới các đơn vị có cơ quan hỗ trợ. Phòng nông nghiệp có hỗ trợ các anh chị không trong quá trình sản xuất? Có chứ, có chứ. Tiếp theo, ngân hàng chính sách người ta sẽ tham gia có hỗ trợ cho mình đúng không ạ? Vay vốn không? Có chứ, sao hiện không? Tại là chưa, người ta chỉ cho vay vốn trồng cà phê, phân bón dùng cho cà phê. Có chứ, rồi xong có bây giờ cái mục đích có cho cái mục đích mà ở trong cái vốn vay ngân hàng có. Nếu mà chú đề mà về trồng khoai lang làm gì người ta cho chú vay? Chưa có một lần nào mà tôi được triệu tập tới mà để giao lưu một cái chương trình như thế này. Theo tôi là làm việc thế này là có nhiều cái rất bổ ích cho người nông dân chúng tôi, và đồng thời là cái cách làm việc như thế này vẫn nhanh, tiết kiệm được thời gian mà lại đầy đủ ý kiến đồng góp của là mọi người dân. During the presentation event, strengths and weaknesses and proposals for action are discussed with representatives of the selected subsectors, local government and supporting institutions. 24 proposals were created for selected value chain coffee, timber and sweet potato in two districts in Đắk Nông province. Some proposals can be implemented in the short term and some in the medium term. All proposals have the potential to generate income for the poor in a direct or indirect way. Thứ nhất là xây dựng thương hiệu khoai lang trên cái đất. Vậy thì cái quan điểm thì chính ở đây là phòng công thương. Vậy thì sau khi mà xây dựng cái thương hiệu khoai lang trên đất thì nó mang lại đất gì cho người nghèo? Ở đây các vị thấy là nó sẽ tạo được cái thương hiệu khoai lang trên đất nhằm tăng giá trị của khoai lang, góp phần giúp cho bà con Tây Đức quảng bá thương hiệu vươn xa hơn thị trường trong nước cũng như là quốc tế, và mục đích cuối cùng là tăng thêm thu nhập cho người nghèo. Đến ngày hôm qua thì chúng tôi đã đưa ra được một số các cái đề xuất cho ngành cà phê, đề xuất ngắn hạn và đề xuất trung hạn. Có một đề xuất là sẽ sản xuất phân vi sinh từ vỏ cà phê. Trước đây thì cái vỏ cà phê đó là giống như là phế phẩm nông nghiệp, vậy thì người ta vứt bỏ đi. Thì bây giờ người ta đang tìm cách là tận dụng cái vỏ cà phê đó để mà sản xuất phân vi sinh. Tôi nghĩ là người nông dân người ta rất là quan tâm, bởi vì nó liên quan đến chi phí đầu vào của họ. Mà trong các cuộc phỏng vấn chúng tôi đều thấy là chi phí đầu tư cho cà phê quá cao, mà giá cả thì lại không ổn định, như hiện tại thì giá thấp nữa. Cho nên là nếu như họ được giới thiệu một cái mô hình mới mà có thể giảm bớt chi phí mà vừa bảo vệ được đất, bảo vệ được môi trường thì chắc là người ta sẽ ủng hộ nhiều. Đất đai tài nguyên thì sẵn có, nhưng mà cái quy hoạch nó còn đang là manh mún, cần phải làm rõ cái quy hoạch. Sau khi quy hoạch sử dụng đất hợp lý rồi thì tiến hành giao đất cho người dân ở đất xong. À, sau khi giao đất xong thì người dân người ta xác định được ở đâu người ta trồng rừng, ở đâu người ta trồng cà phê và ở đâu người ta kinh doanh nông nghiệp. Người ta có cái quyền sử dụng ổn định rồi thì người ta sẽ sẵn sàng người ta đầu tư trên cái mảnh đất của mình được giao. Bước cuối cùng là sẽ có một cái hội thảo gọi là hội thảo định hướng để cụ thể hóa, và có thể gọi là đây là hội thảo mà lập kế hoạch hành động là làm gì, làm như thế nào, rồi ai làm, rồi khi nào làm. Và cũng nói luôn là liệu cái hoạt động này có làm được ngay hay không. For the proposed PACA exercise to be successful, it is important that local stakeholders do follow-up activities. Way forward workshops must be used to plan concrete activities, such as the production of biofertilizer from residues that can be implemented with the help of local stakeholders. This is the only way for rural poor and ethnic minorities to be involved in improving the economic development of their own districts. Their contribution will help to further reduce poverty across the country. Tất cả những phương pháp có sự tham gia là những phương pháp tiên tiến, bởi vì có sự ý kiến của người nông dân tham gia vào đó, ý kiến của cộng đồng tham gia vào đó là dễ thực hiện hơn. Không như cái hồi trước tới giờ mình, ví dụ mình xây dựng kế hoạch là từ trên áp xuống, nó không phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương thì nó sẽ khó triển khai thực hiện hơn.